Đức Giáo hoàng xin lỗi về các vụ tai tiếng mới đây của Giáo hội. Đức Giáo hoàng Francisco vừa lên tiếng xin lỗi trong một dịp hiếm thấy cho dù không được rõ ràng về những tai tiếng trong Giáo hội Công giáo La Mã sau nhiều vụ bê bối lớn liên quan đến Giáo hội hoặc các tu sĩ. Phát biểu tại Rome khi khai mạc buổi tiếp kiến chung vào thứ tư hàng tuần, Đức Giáo hoàng Francisco nói: "Nhân danh Giáo hội, Ngài xin được tha thứ cho những tai tiếng hồi gần đây đã gây tổn thương cho Giáo hội La Mã và Vatican." Ngài không nói chi tiết về những tai tiếng nào. Ngài nói thêm, tai tiếng xảy ra là những chuyện không thể tránh được, nhưng thật không may cho kẻ đã gây ra chúng. Phát biểu của Đức Giáo Hoàng nhận được sự tán thưởng, nhưng cũng mơ hồ về những tai tiếng cụ thể nào Ngài muốn nói đến. Và thì cần không trả lời những câu hỏi về việc Đức Giáo Hoàng muốn ám chỉ gì. Hôm ngày 3 tháng 10, trước ngày Đức Giáo Hoàng khai mạc một hội nghị về các vấn đề gia đình, một đức ông của Vatican đã công khai tuyên bố là người đồng tính, giới thiệu người bạn trai đồng tính của ông với giới truyền thông báo chí và cực lực phản đối quan điểm của giáo hội về quan hệ đồng tính. Và ngày sau đó, thị trưởng Rome, ông Ignacio Marino đã từ chức về một vụ tai tiếng liên can đến những chi tiêu cá nhân của ông và những lo ngại rằng thành phố đang bị khó khăn về tài chính sẽ không chuẩn bị đầy đủ để đón một lượng lớn du khách dự kiến sẽ đến Rome để dự năm toàn xá của Đức Giáo Hoàng bắt đầu vào tháng 12 trong mấy tuần lễ gần đây đức giáo hoàng đã công khai chê trách ông marino và gợi ý với các phóng viên báo chí khi ngài đến thăm thành phố philadelphia của hoa kỳ rằng vị thị trưởng này đáng lẽ ra không nên du hành đến thành phố này hồi đầu năm nay